Rồi dừng xe. Nghe cái tiếng đã ha. Đã. Đó. Tôi muốn chụp hình cái bắp dưới đây. Rồi nhảy vô qua rồi. Rồi coi duyên lấy ra đứng chụp cảnh này mới đẹp nè, hai đứa chụp cảnh này mới hay nè. Đã đã. Rồi. Đẹp thôi. Đẹp chứ. Rồi, thứ tư với anh Tết Trình. Dạ. Diễn cảnh này. Ừ. Ừ. Diễn cảnh này. Diễn cảnh này. Để cho hai cặp này vô diễn cảnh này. Hai cặp này, hai cặp diễn cũng được. Rồi chút nữa gặp đi. Ở cặp kia đang là bị... Đứng đó luôn. Đứng đó. Anh kia với anh Bảo đang vũ áo. Diễn nha. Rồi đứng diễn cho diễn. Đi ông tán vô tụi con. Con đâu, con biết Thư đâu. Con Thư đâu, có cần không? Con Thư đâu, biết con Thư cần đâu. Có cần chụp không, con chụp cho. Rồi, áo đầu. Phát. Nhìn cái máy này trước. Máy này trước nha.
bao nhiêu người chụp hết nha. Trời ơi, quá dữ. Làm lại đi, gồng lại, gồng lại coi. Gồng lại xinh xinh. Quá dữ. Đút cái nào, đút cái mà mẹ nè. Hai. Còn cái cặp kia bị chuột lột, vũ áo ướt cái kia kìa. Thôi bố, tới bố với mẹ đứng chùm cái. Ừ. Nhưng mẹ không dừng nha. Đâu? À. Đừng có nhìn con, nhìn đây nè. Làm gì vậy? Đứng 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 đứng